Ông Nipak Thonglek thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, quân đội sẽ huy động lực lượng để giữ gìn an ninh và bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra hòa bình công bằng. Trước đó, dưới sức ép của đợt biểu tình rầm rộ, Thủ tướng Thái Lan Dinglak Sinawat buộc phải giải tán Hạ viện và thông báo tổ chức bầu cử lại. Nhưng nội các của bà vẫn được duy trì cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Tuy nhiên, phe biểu tình vẫn đòi bà Dinglak từ chức nhằm thành lập cái gọi là Hội đồng Nhân dân để cầm quyền tạm thời và sửa đổi luật bầu cử trước khi tổ chức bỏ phiếu. Hôm 14 tháng 12, quân đội Thái Lan đã từ chối lời kêu gọi của phe biểu tình can thiệp ép Thủ tướng Dinglak ra đi.